chào tất cả các bạn nha. Này cho gió hơi nhiều quá đông. Quá trời nhiều luôn. Con này là của mình, mắt sáo mới thử lèo. Gió này không ngon, qua hầu nó sấy nó làm sao á. Rồi hết gió rồi đó. Gió nó tụt á. Sáng về không? Màu quá nổi anh hai. Màu bây giờ mình thấy xanh dữ á. Xanh và quang á. Cái bị chuẩn luôn. Giấy lửa, giấy phèn gì đầy đủ. Mày sao múa dữ đây. Ngon lành nha. Có dán hả? Con diều mà chú Huỳnh hả đó. Gió mạnh nhạo hả? Có. Tóc tóc quang không? Tóc cái gì? Yeah. Hết gió bay đầm đã ghê không? Im luôn. Dân hết kêu luôn à. Cái một lên không dây.
Ơi, một nồi luôn à, quá trời. Chú coi chưa? Hai diều này màu sáng rực á. Diều của ông Bin với lại diều của ông Hai gì sáng rực á. Gì nói gì nữa? Đây có con nhào dữ vậy. Mấy con hết rồi Bi? Hả? Mấy con hết rồi. Mấy con? Để về nó chưa ở ta. Bước công vậy. Carbon quá nhẹ, bay thẳng dây luôn. Thả cái thuyền này. Bị một con nữa dữ. Nhiều năm đầy bãi hết. Cháy nắng quá. Sao quá lớn không được. Chê, nhiều màu sắc dữ ạ. Giá nhà màu luôn hả? Mười mấy con ạ. Bốn con chùm.
Thời tiết quá tốt. Nó ngang lèo quá. Trời. Quá trời luôn. Mấy con lên quấn à, quấn dây rồi ghê không? Quấn à, quấn dây ra. Lắp cái diều. Thôi, mình quay đến đây kết thúc các bạn ơi. Hôm nay có gió cũng ngon đại à. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi nha. Nếu bấm đăng ký kênh ủng hộ mình với nha. Tạm biệt các bạn nha.